gì nữa ông nội? Đinh nè, bố nè, lấy sữa cái ghế làm tôi ấy. Có ngầu với đây nè, ghế viết nè. Thì ngầu gì được nữa. Tối ngày chơi điện thoại không à. Làm đi, tôi ra trước rồi chút tôi chở vô, không xong khởi số nào á. Bà trong nội này thì chứ ở cái sai. Không làm không được cái gì á. Ngầu có một chút là ông kêu vô làm là. Sai. Trời ơi, sửa cái ghế này là chuyện nhỏ. Cũng kêu mình sửa cái ghế thì đưa cây búa vậy. Nhỏ xíu mà. Làm nè, ba cái xong. Không chịu. Mày mà kêu chưa, cho mày đi luôn. Rồi mày làm xong chưa? Mày đóng xong chưa? Đi đâu nữa hả? Hả? Đóng xong rồi. Trời ơi, thằng ông Hoàng này nó sửa xong chưa được không mà nó làm mau dữ trời. Bỏ đây lội vô coi coi. Phật ơi, còn gì của cái ghế nữa trời, kêu nó sửa đóng sửa lại như vậy. Ông Hoàng này thiệt chứ. Cái này có môn mùa nước đem đi làm thử chấm luôn cái cộng gì nữa cái ghế. Báo hết chuyện này tới chuyện kia. Cái thằng báo này mày tới số mày rồi. Báo không?